Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế Giới được phát sóng trên kênh Little Saigon News. Tài liệu của tòa án tiết lộ một người Trung Quốc đã cấu kết với FBI tạo nên vụ hỗn loạn tại Capitol ngày 6 tháng 1. Pelosi đã biết về điều này. Thưa quý vị, theo tài liệu mới của tòa án, ít nhất một đặc vụ bí mật đang điều hành các nhóm cực đoan xuất hiện tại điện Capitol. Điều này đã được tiết lộ trong một bản khai kèm theo cáo buộc hình sự đối với Phi Dương. Phi Dương là người Mỹ gốc tàu, 27 tuổi, đã bị bắt trong cuộc bạo loạn Capitol và hôm thứ Sáu được thả về biệt giam tại nhà chờ xét xử sau khi đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm hành vi gây rối và cản trở một thủ tục chính thức liên quan đến bạo loạn. Epoch Times đưa tin, một người biểu tình bị buộc tội ở Capitol, Hoa Kỳ đã nói chuyện với một cảnh sát chìm của Washington vào ngày 6 tháng 1, người sau đó đã kết nối người này với một nhân viên FBI bí mật. Đơn tố cáo hình sự nêu rõ, vào sáng ngày 6 tháng 1 năm 2021, Phi Dương và một cộng sự của anh ấy đã tự giới thiệu mình với nhân viên chìm của Sở Cảnh sát Thủ đô ở vùng lân cận Freedom Plaza, Washington, DC. Dương đã hỏi Sở Cảnh sát Thủ đô Washington liệu anh ấy, cô ấy có phải là một người yêu nước hay không. Sở Cảnh sát Thủ đô Washington đã trả lời khẳng định và hỏi Phi Dương câu hỏi tương tự. Dương trả lời bằng cách tự xưng là nhà điều hành. Cuối buổi chiều hôm đó, Sở Cảnh sát thủ đô Washington đã quan sát thấy dương quỳ bên hàng rào bằng đá cẩm thạch trên sân thượng phía tây của Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trước hàng ngũ cảnh sát và dàn giáo xây dựng được đặt vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tuyên bố tiếp tục, vị trí mà dương được quan sát được biết là nằm trong khu vực cấm vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Dương và Sở Cảnh sát thủ đô Washington đã trao đổi với nhau lời chào nhưng không liên lạc gì thêm, dương không hề giao du với ai khác đơn tố cáo tội phạm do đặc vụ FBI Jason Jankovic đệ trình, cung cấp thông tin chi tiết về việc FBI theo dõi Dương và một nhóm nghiên cứu kinh thánh đóng vai trò là nhóm bình phong. Báo cáo của Washington Post về Dương lưu ý rằng đây có thể là lần đầu tiên một nhân viên FBI chìm được xác nhận là đang làm việc cho một nhóm cực đoan. WAPO đưa tin, trong cuộc họp tương tự, Dương bị cáo buộc nói rằng anh ta đã đến Washington vào ngày 6 tháng 1 và hôm đó anh ta mặc đồ đen để cố gắng trông giống như một thành viên của Antifa, một mạng lưới cộng sản vô chính phủ cực tả. Nó cũng đưa ra trong đơn tố cáo hình sự rằng nhiều nhân viên FBI đã tham gia làm việc cho Dương và các cộng sự của anh ta. Dương đã thêm đặc vụ bí mật của FBI vào một phòng trò chuyện trên nền tảng nhắn tin được mã hóa vào ngày 18 tháng 1. Đặc vụ này đã hỏi liệu anh ta có bị che mặt ở điện Kipito hay không. Epoch Times đưa tin, Dương trả lời là có và nói rằng anh ấy biết rằng mọi người đang bị bắt vì ở bên trong điện Kipito. Sau đó, anh ấy tự mô tả mình là người ghi lại những gì diễn ra trong tòa nhà. Người đại diện vào tháng 2 đã gặp Dương và các thành viên khác của nhóm để tìm hiểu kinh thánh và trong những dịp khác, họ đã tham gia các cuộc họp khác, bao gồm một cuộc họp vào ngày 6 tháng 9, Times cho biết thêm nhóm đã sớm bắt đầu khảo sát điện capital theo lời kể của nhân viên chìm tại một thời điểm đặc vụ fbi và dương đã gặp một nhân viên fbi bí mật khác tại địa điểm của một nhà tù cũ nơi dương được cho là muốn thử các loại cocktail molotov mà anh ta đã chế tạo dương cũng nói với đặc vụ ngầm gia đình anh ta đã trải qua hai thế hệ chạy khỏi cộng sản đầu tiên là ở trung quốc và anh ta nói thêm bạn chỉ cần có lập trường sự phát triển chứng thực tuyên bố của Tucker Carlson rằng các đặc vụ chìm và FBI đã phối hợp với nhau để tham nhập vào các nhóm cực đoan trước cuộc bạo động ngày 6 tháng 1. Đây sẽ không phải là tuyên bố đầu tiên của Tucker Carlson về cơ bản được xác minh vào thứ Tư. FBI có các nguồn tin trong đám đông đó, các nguồn bí mật, điều đó chắc chắn 100%. Tucker Carlson nói chính xác vào tháng 6 trước khi nói thêm. Nhưng đó không chỉ là phản đối chính trị mà chính phủ đang theo dõi, hôm qua chúng tôi đã nghe tin từ một người tố cáo trong chính phủ hoa kỳ người đã liên lạc với chúng tôi để cảnh báo rằng cơ quan an ninh quốc gia đang theo dõi liên lạc điện tử của chúng tôi và đang có kế hoạch làm rò rỉ chúng trong một nỗ lực để tìm kiếm sự thật về điều này anh nói đó là một tuyên bố gây sốc và thông thường chúng tôi sẽ nghi ngờ về điều đó đó là một tội ác không phải một quốc gia thuộc thế giới thứ ba những chuyện như vậy không nên xảy ra ở mỹ nhưng thật không may họ đã làm và trong trường hợp này họ đã làm Tucker tiếp tục, hóa ra một lần nữa Tucker ta đã đúng. Điều thú vị là Phi Dương không bị buộc tội bất kỳ tội bạo lực nào, nhưng có thể nhận án tới 20 năm vì cản trở một thủ tục chính thức. Một lần nữa, câu hỏi không phải là về việc FBI thực hiện công việc của mình bằng cách thâm nhập vào các nhóm cực đoan, mà tại sao các đặc vụ của họ lại không làm hoặc không ngăn họ tấn công vào tòa nhà Capitol. Khi kết hợp với những thất bại tình báo, các lệnh ngưng hoạt động được ban hành cho Cảnh sát Capital và Vệ tinh Quốc gia và video công khai cho thấy Cảnh sát Capital mở cửa cho những người biểu tình. Toàn bộ bức tranh về cách ngày 6 tháng 1 tiếp tục trở nên u ám. Thật không may, ủy ban lựa chọn đảng phái của Pelosi rất khó có thể cung cấp cho người Mỹ toàn bộ sự thật. Tuy nhiên, hàng loạt bằng chứng cho thấy vụ xâm phạm Điện Capital ngày 6 tháng 1 đã được lên kế hoạch từ trước. Điều này làm xói mòn cáo buộc về việc kích động bạo lực chống lại cựu tổng thống Trump trong phiên tòa luận tội. Phiên tòa luận tội cựu tổng thống Trump diễn ra vào ngày 9 tháng 2. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng được trình bày trong các đơn khiếu kiện và các bản tuyên thệ cho thấy vụ xâm phạm điện Capitol ngày 6 tháng 1 đã được lên kế hoạch trước. Điều này cho thấy sự thất bại của Hạ viện cáo buộc chống lại cựu tổng thống Trump rằng ông đã xúi dục cuộc nổi dậy một bản tuyên thệ của FBI được đưa vào hồ sơ để minh chứng cho các cáo buộc khác nhau, bao gồm cả âm mưu chống lại những người xâm phạm Điện Capitol, cho thấy các bằng chứng về việc lập kế hoạch trước. Điều này cũng cố lập luận của những người chỉ trích phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Trump rằng những người tham gia cuộc biểu tình không thể bị ông xúi dục tấn công Điện Capitol khi họ đã lên kế hoạch này từ trước. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết gần đây rằng vụ xâm phạm Điện Capitol đã được phối hợp từng phần từ trước thời điểm bài phát biểu ngày 6 tháng 1 của cựu tổng thống. Những người tố cáo cựu tổng thống đã mô tả bài phát biểu của ông như một lời kêu gọi người ủng hộ xâm phạm Điện Capitol. Tổng thống Trump khi đó bài phát biểu trước đám đông rằng, "Chúng ta chiến đấu hết sức mình và nếu không chiến đấu hết sức mình, bạn sẽ không giữ được đất nước." cựu tổng thống dường như đang đề cập đến chủ nghĩa hoạt động chính trị bởi vì ông kêu gọi những người ủng hộ ông biểu tình ôn hòa và thể hiện lòng yêu nước để tiếng nói của họ được lắng nghe trong phiên họp toàn thể quốc hội vào ngày 6 tháng 1. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 1 tháng 2 trên Fox News, thượng nghị sĩ Graham cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy những người đến Washington đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công trước khi cựu tổng thống có lời phát biểu trước đám đông. Nếu bạn muốn vạch lá tìm sâu Chúng tôi đề nghị FBI vào cuộc và cho biết về cách thức mọi người lên kế hoạch trước cho cuộc tấn công này, cũng như điều gì đã xảy ra với dấu vết an ninh của Điện Capitol. Liên quan đến lời kêu gọi các nhân chứng ra làm chứng tại phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Trump, ông Graham nói thêm, bạn sẽ mở chiếc hộp Pandora, chiếc hộp chứa đựng tương lai của thế giới. Con trai của cựu Tổng thống Donald Trump Jr. đã lập luận trong một tweet vào tháng 1 rằng, nếu các cơ quan thực thi pháp luật liên bang này biết trước về âm mưu của cuộc tấn công thì có nghĩa là Tổng thống không kích động bất cứ điều gì. Việc xem xét một số bản tuyên thệ trong vụ xâm phạm Điện Capitol cho thấy bằng chứng về việc lập kế hoạch trước. Một bản tuyên thệ trong vụ án Thomas Caldwell, lãnh đạo nhóm Old Keepers và là nghi phạm có âm mưu cản trở hoặc làm bị thương một số sĩ quan, các buộc rằng Caldwell và những người khác đã lên kế hoạch xâm phạm Điện Capitol. Như được mô tả đầy đủ hơn ở đây, Cotwell đã lên kế hoạch với Dodovan Crow, Jessica Watkins và những người khác đã biết và chưa biết để tấn công Điện Capitol của Hoa Kỳ, bản tuyên thệ nêu rõ. Bằng chứng được phát hiện trong quá trình điều tra chứng tỏ rằng Cotwell, Crow, Watkins và những người khác không chỉ có âm mưu tấn công tòa nhà Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 mà họ đã liên lạc với nhau và lên kế hoạch tấn công từ trước. Tài liệu trích dẫn thông tin liên lạc giữa Watkins và các thành viên khác của nhóm Old Keepers là nghi phạm của vụ xâm phạm điện Capitol, nhấn mạnh rằng một cá nhân mà FBI tin là Watkins nói Chúng tôi có một nhóm rất ăn ý, khoảng 30-40 người. Chúng tôi đang phối hợp với nhau và bám sát kế hoạch. Các tài liệu cáo buộc chống lại Edith Mantel và mẹ của anh ta, Lisa Eisenhardt, là những nghi phạm của âm mưu tấn công điện Capitol, trích dẫn một bài báo ngày 10 tháng 1 trên tờ The Times of London. Trong đó, Lisa Ashtonhardt bày tỏ rằng cả hai mẹ con đã đến Điện Capitol với tư cách là quan sát viên và trích dẫn lời mô tả của Minzo về sự xâm phạm là một sự biểu dương sức mạnh. "Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng chúng tôi sẵn sàng vươn lên, đoàn kết cùng nhau và chiến đấu khi cần thiết, giống như tổ phụ của chúng tôi, những người đã thành lập đất nước này vào năm 1776." Minzo nói với tạp chí này, "Đó là một kiểu biểu dương sức mạnh. Ý định xâm phạm Điện Capitol của chúng tôi không phải để chống lại cảnh sát mục đích của chúng tôi là để họ thấy rằng chúng tôi có thể và chúng tôi sẽ làm được. Alex Hackrider, nghi phạm bị cáo buộc có âm mưu và đã đột nhập bất hợp pháp vào Điện Capitol bằng vũ khí nguy hiểm, đã đưa ra tuyên bố về việc lên kế hoạch cho một cuộc nội chiến. Bản tuyên thệ chỉ ra rằng một nhân chứng đã liên hệ với FBI cáo buộc rằng họ có các bức ảnh từ các trang mạng xã hội của Hackrider cho thấy anh ta và những người khác đang lên kế hoạch cho một cuộc nội chiến một bản tuyên thể chống lại Andrew Bennett, người bị cáo buộc có hành vi gây mất trật tự trong khuôn viên Điện Capitol, chỉ ra rằng vào khoảng 5 giờ 2 phút sáng ngày 4 tháng 1 năm 2021 theo giờ New York, Bennett đã đăng nội dung sau, cùng bức ảnh của một đoàn xe dương cờ Mỹ diễu hành trên đường. Tốt hơn hết là bạn nên sẵn sàng sắp sửa xảy ra hỗn loạn và tôi sẽ ở Washington vào ngày 1 tháng 6 năm 2021 để chiến đấu cho tự do của mình trong khi đó một ngày trước khi xảy ra vụ xâm phạm điện capital fbi cho biết họ đã thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật khác bao gồm cả cảnh sát điện capital hoa kỳ một thông điệp trực tuyến về một cuộc chiến và cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội fbi tuyên bố vào ngày 12 tháng 1 rằng fbi đã thông qua lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố chung để cảnh báo cảnh sát capital bởi vì lực lượng cảnh sát capital có các thành viên trong lực lượng đặc nhiệm theo associated press đưa tin tờ Washington Post cho biết một bản tin của FBI mô tả rằng những kẻ xâm nhập Điện Capitol đã chia sẻ bản đồ các đường hầm của Điện Capitol và thảo luận về các điểm hội tụ để hướng về Washington. Tờ báo cũng đưa tin rằng tài liệu đã nêu chi tiết các bài đăng kêu gọi bạo lực, bao gồm bài đăng về việc quốc hội cần nghe thấy tiếng kính vỡ, tiếng đạp cửa và sẽ thấy máu từ những người lính nô lệ Black Lives Matter và Antifa. Thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo được phát sóng trên kênh Little Saigon News.